Đại Nghĩa chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện. Và hôm nay có lẽ là một cái điều ngạc nhiên đầu tiên khi thấy hai cô nàng xinh đẹp này đang đứng kế bên Đại Nghĩa, phải không ạ? À? Chúng ta cũng không có xa lạ gì, hai cô gái tài năng này đều là những ca sĩ, rồi thậm chí còn kiêm luôn cả công việc của người diễn viên, kiêm luôn công việc của một người MC nữa. Rất là tài năng. Bên tay trái Đại Nghĩa đây, Giang Hồng Ngọc. Và bên tay phải Đại Nghĩa, Phương Trinh Suli. Ngọc ơi, bây giờ em hãy giới thiệu chút xíu cho khán giả biết nha, cái công việc hiện tại của em như thế nào. Lần đầu tiên cho phép Giang Ngọc và kính chào anh Nghĩa, chị Phương Trinh và tất cả quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay. Thực sự thì năm 2015 thì em có cho ra mắt một cái album Dance With Me Tonight. Thì album này nó hơi nổi loạn một tí xíu thôi, nhưng mà vẫn cho mọi người thấy rằng là đó là như là một món quà mà dành tặng cho mọi người để vui tươi hơn. Nhưng hình ảnh em theo đuổi vẫn là một cô gái hát nhạc ballad trữ tình lãng mạn, là những gì mà em sẽ theo đuổi lâu dài. Dạ, cảm ơn Ngọc đã chia sẻ cho mọi người được biết. Còn bây giờ với Phương Trinh Julie, cũng là một ca sĩ, một cái giọng hát tuyệt vời, nhưng mà hình như sau này khán giả ít nghe Trinh hát nhiều hơn thấy Trinh đóng phim. Chắc lẽ là mọi người biết tới em nhiều hơn với phim truyền hình. Nhưng mà trong năm nay thì Phương Trinh tập trung nhiều hơn cho âm nhạc. Và hiện tại thì Trinh chỉ đi có một bộ phim thôi, đó là phim Nhựa. Em đóng chung với lại Thái Hòa và Johnny Chí Nguyễn. Bộ phim mang tên là Fan Cuồng. Đây cũng là một bộ phim điện ảnh chiếu rạp đầu tiên mà em đóng vai nữ chính. Cho nên là rất là mong là khi mà phim này ra mắt thì khán giả sẽ yêu mến nó. Và thêm một cái MV nữa là Em Cần Anh sẽ ra mắt cũng cái khoảng thời gian là tháng 6 2016 luôn. Và khán giả sẽ có được nhiều cái sản phẩm từ Phương Trinh gửi đến cho mọi người. Và hy vọng là mọi người sẽ yêu thích nó. Sản phẩm âm nhạc MV Em Cần Anh. Vậy Phương Trinh cần anh nào vậy? Hiện tại trong cái game show này là có một cái anh rất là dễ thương, cao hơn em mấy phân luôn, đang chờ ngoài sân khấu, đang đợi để em giới thiệu vô. Trời ơi, tôi cố tình tôi gài, tôi hỏi chuyện riêng tư mà giờ chỉ móc vô chuyện game show luôn, vậy còn biết nói cái gì nữa bây giờ. Tại cái này là ngạc nhiên chưa, mà em phải làm anh ngạc nhiên chứ. Thì đó, anh ngạc nhiên rồi, thôi bây giờ cho anh biết luôn cái anh mà em đang cần trong cái game show hôm nay là ai. Là một ca sĩ trong một nhóm nhạc rất là dễ thương và rất là gần gũi với khán giả trẻ, đó là nhóm V Music, ca sĩ Hồ Đức Lợi. Xin mời Hồ Đức Lợi. Xin chào Đại Nghĩa. Cái anh chàng mà em cần trong hôm nay á, đúng không? Dạ. Vừa đẹp trai vừa cao hơn Phương Trinh mà lại còn rất là cao hơn nhiều luôn anh ha. Nhưng mà hình như là Lợi phải gọi Trinh tới bằng chị lần, đúng không em? Không, không có chị gì đây, chứ có tên thôi. Chúng mình Trinh, chúng mình. Vậy hả? Trời ơi, thì vì ít ra thôi kệ, gọi bằng tên thì vẫn còn có cái gì đó để khán giả chờ đợi. Thôi bây giờ Lợi cho mọi người biết đi nè, công việc của em như thế nào? Xin chào khán giả, đã lâu rồi Hồ Lợi không xuất hiện nhiều, nhưng mà sắp tới Lợi sẽ cho ra mắt một số single và MV, hy vọng sẽ nhận được sự đón chờ của tất cả quý vị khán giả. Như vậy là đội Phương Trinh Julie và Hồ Đức Lợi, hai ca sĩ đã sẵn sàng đến với chúng ta. Thế còn Giang Ngọc, cái anh nào mà em cần trong hôm nay là ai? Cái này là cái em. Em hả? Em hả? Em với chị Phương Trinh giờ này già rồi. Trời ơi. Nói chung là hôm nay là hai chị em gái đây đi với hai cậu em trai nào đó, đúng không? Dạ. Thì hôm nay em cũng một sự vô tình nữa. Vô tình nữa? Dạ, thì hôm nay là một cậu em của em đến chơi mà cũng là một thành viên trong nhóm V-Music. Và đã tách ra làm sự nghiệp solo rất là thành công. Thì thôi chắc không nói nhiều rồi, xin mời em Sơn Ngọc Minh. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào Giang Hồng Ngọc, xin chào chị Phương Trinh và Hồ Đức Lợi. Sao kỳ vậy ta? Nhóm V-Music có mấy người mà giờ hai em đi hốt hết hai chàng vô đây rồi. Hai chàng hot boy nhất nhớ của anh. Minh, em với lại Giang Hồng Ngọc là quen với nhau lâu chưa? Dạ, em cũng như là một fan cuồng của chị Ngọc vậy đó. Sau đó thì cùng hợp tác với chị Ngọc trong một vài sản phẩm. Vậy hả? Và bắt đầu làm quen với chị Ngọc trong những cái lần tập với nhau, thu âm với nhau thì từ đó hai chị em thân với nhau hai chị em thân thiết. Bên đây cũng hai chị em thân thiết với nhau. Này hai bạn, chúng mình. Rồi thôi xin lỗi, hai chị em thân thiết với hai người bạn thân thiết. Thôi giờ vậy đi, ca sĩ hết mà đúng không? Tại sao mình không hát tặng cho khán giả một bài, một cái bài nào đó mà ai cũng có thể hát chung được? Bắt Kim Thang, Cháu Lên Bà. Mình sẽ làm một cái liên khúc nhạc thiếu nhi dành tặng cho khán giả trong chương trình Ngạc Nhiên Chưa ngày hôm nay.
bắp kim thang cả làng bây giờ, cột qua kèo là kèo qua cột, và chú bán dầu qua cầu mà te, chú bán ớt ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò ti tè. Phương Trinh, ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta đều thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Không, không. Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, con sang chơi nhà vàng, ia ia. Con cầm cây đàn con hát, con cầm cây đàn con hát, hát cho mẹ về với con, hát cho mẹ về với con. Đức lại búp bê bằng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò biết bắt biết bơi, búp bê bằng bông bên bàn bướm 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 bò bàng buồn buồn bay đi. Ngọc Minh, kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, bướm bướm bay hai ba vòng, bướm bướm bay hai ba vòng, bay vòng quanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, thưa quý vị khán giả, anh em chúng tôi đã có một cái gọi là một cái phần chào sân đi. Dạ, bạn mashup. Một cái phần chào sân, một cái bản mashup 5 bài hát dành cho thiếu nhi kết hợp lại với nhau để dành tặng cho quý vị khán giả. Mong rằng chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ luôn rộn rã như thế này, sẽ luôn nhiều niềm vui và tiếng cười. Yeah. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Bây giờ vòng 1 chúng ta có tất cả là 4 từ khóa. Nhưng mà bây giờ anh không biết là hai đội nào sẽ là đội thi trước đây. Mình xỉm xùm đi. Ai thắng thì người đó thi trước. Ai thua thì người đó đợi ha. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, thi trước đi. Tự tin em, tự tin ha. Thường thường là những cái từ khóa đầu tiên bây giờ nó cũng dễ hết trơn á. Ở đây thì anh sẽ cho Ngọc xem một cái từ khóa nha. Dạ. Và sau đó Ngọc sẽ nói một cái từ nào đó nó gần gũi với cái từ khóa này. Miễn sao mà Minh có thể đoán được cái từ khóa này là gì. Nếu như Minh đoán đúng thì chúng ta sẽ có 2 điểm. Còn nếu như Minh đoán sai thì cơ hội sẽ nghiêng về bên đội của Trinh. Trinh cũng sẽ như thế, nói làm sao để lợi đoán được. Nếu như chúng ta đoán được thì chúng ta sẽ được 1 điểm. À, cố gắng nha. Nếu như chúng ta phạm quy, chúng ta sẽ nghe âm thanh này. Đó, bây giờ thì anh mời Ngọc. Dạ. Đây, em quay lại nhìn Minh đi. Rồi hai chị em nắm tay nhau đi, để khỏi bố mày gì hết. Đó, rồi chỉ nhìn nhau, giao nhau trong ánh mắt. Nụ. Cười. Trời ơi. Sao cái gì mà đơn giản, dễ ăn vậy không biết nè. Đúng rồi. Từ khóa của chúng ta là từ cười. Nhưng mà phải nói là Ngọc rất là thông minh. Thấy không? Từ khóa mình là từ cười. Ngọc chỉ cần nụ. Yeah, yeah. Yeah. Từ khóa đầu tiên để giúp các bạn mang về cho mình 2 điểm. Đến đội của Trinh. Rồi, nắm tay nhà cũng như vậy nha. Xinh. Tươi, tươi, tươi. Trời ơi. Bởi vậy ta nói không có suy nghĩ, không có thời gian để suy nghĩ, thành ra đưa ra đáp án vội vàng quá. Bây giờ là tới Minh. Minh sẽ là người nói và Ngọc sẽ là người đoán. Xin chào Phạm Quy. Không có được. Yeah. Không có được diễn tả. Phạm Quy. Không có được diễn tả. Xem như là vừa rồi chúng ta đã bị Phạm Quy. Thấy không? Okay, như vậy là rất tiếc, ở cái từ khóa này thì Sơn Ngọc Minh đã bị Phạm Quy, cũng không mang về điểm cho đội của mình. Từ khóa đó là từ chào. Kết thúc 2 từ khóa thì hiện nay đội Gia Hồng Ngọc vẫn đang dẫn trước với điểm số là 2 điểm so với đội của Phương Trinh. Bây giờ là từ khóa thứ 3. Lại đến lượt của đội Giang Hồng Ngọc. Rồi. Mộ. Mộ. Cái cảm xúc như thế này, cái gương mặt như thế này thì là gì đây? Thân, thân, thân. Ê, một từ thôi em. Phạm Quy. Em quên. Như vậy là vừa rồi Giang Hồng Ngọc đã phạm quy, bởi vì em đã nói một cái từ thứ hai. Cơ hội đến với đội Phương Trinh và Đức Lợi. Rồi, nhìn Trinh mà nói đi em. Thương. Thương. Nói lại. Thương. Nói lại lần nữa. Thương.
nắm tay như đi. Thương thương mến. Yeah. Từ quá với chúng tôi là mến. Thơ Đức Lợi và Phương Trinh mang về cho mình được 1 điểm. Tỷ số đang là 2-1. Và trước khi đến với từ khóa cuối cùng, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta còn một từ khóa duy nhất và cái cơ hội đến với cái từ khóa này trước thuộc về đội của Phương Trinh. Tuôn. Tuôn. Ghen. 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 Yeah. Từ khóa của mình đó là từ ghen. Tu mà cũng ra được á hả? Không em. Cây thiệt. Em mà nhìn thấy được gương mặt của Phương Trinh lúc đó em mới nhìn ra. Bum, rồi biết liền luôn. Biết luôn. Chúc mừng hai em đã mang về cho mình được 2 điểm. Kết thúc vòng thi đầu tiên, Giang Hồng Ngọc, Sơn Ngọc Minh đang có 2 điểm. Phương Trinh, Julie và Hồ Đức Lợi có 3 điểm. Không sao em. Dạ không, vui là chính mà. Đúng rồi, một số vấp váp nho nhỏ, nhưng mình sẽ có thể gỡ lại những gì mình đã mất ở vòng thi thứ hai. Mời quý vị khán giả đến vòng 2 của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Chào mừng quý vị khán giả đến với vòng thi thứ hai của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Ở vòng 1 ta thấy rằng hai đội chơi này ngang tài ngang sức, bên 8 lạng bên nửa cân. Và vòng thi thứ hai này chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc tranh tài quyết liệt giữa họ nữa, nhưng mà dưới một hình thức nó nghệ thuật hơn, đó là hình thức hội họa. Mời các em về chỗ ngồi của mình. Ở đây chúng ta có tất cả là 6 con số. Người nào lên đây thì sẽ được quyền lựa chọn một con số bất kỳ. Đằng sau con số này sẽ có một cái từ khóa đính kèm với một cái lời gợi ý. Các em sẽ đọc lời gợi ý cho bạn đồng đội của mình nghe và sau đó vẽ lên trên tấm bảng này nội dung hoặc là ý nghĩa của cái từ khóa đó. Người bạn của mình sẽ đoán, nếu chúng ta đoán trúng chúng ta sẽ có 3 điểm. Bây giờ thì đội của Trinh đang có điểm số cao hơn, cho nên đội của em sẽ thi trước nhé. Ai vẽ trước nào? Em vẽ trước phải không? Rồi, okay. Xin mời Lợi. Lợi chọn ô số mấy? Dạ, số mấy chị? Vậy chọn số 1 đi. Số 1 nha. Số 1 này. Đây là tên một món ăn. Trời, vẽ sao? Ôi, vẽ sao gì với cái tay vậy? Chân gà. Chân gà. Chiên giọt. Chân gà. Mẹ đang thèm ăn lắm nè. Chân gà nướng. Chân gà nướng. Chân gà nướng. Yeah. Hay quá lại. Trời giỏi quá chị ơi. Từ khóa của chúng ta là chân gà nướng. Hay quá đi. Đây, bởi vậy mới nói là không cần vẽ đẹp, mặc vẽ cho dễ hiểu thôi. Cái chân gà mà dòm tướng bằng tay người hơn á. Cái sau đó ông vẽ con gà. Nhưng mà ông vẽ được cái chân, rồi ông khoanh tròn, tức là nhấn mạnh á. Nhấn mạnh vô lưu ý cái vùng này. Thành ra Phương Trinh đã đoán ra được cái từ khóa này là chân gà nướng, mang lại cho đội của các bạn 3 điểm. Yeah. Bây giờ đến đội của Sơn Ngọc Minh và Giao Hồng Ngọc. Ai vẽ? Chắc hẳn là Minh rồi. Vẽ. Trách nhiệm lớn lao. Số mấy? Chị Ngọc muốn số mấy? Tùy em à. Cho em chọn số 4. Số 4. Đây là tên một loài hoa. Hả? Trời ơi, chị đàn ông lắm em, chị không có thích hoa. Ngọc yên tâm thì mình dễ đẹp lắm. Hoa đi em. Dạ. Hoa xương rồng hả cưng? Sao rồng xương không vậy? À, mình biết qua này qua gì rồi đó. Đúng là xương mình dễ đẹp thiệt. Ồ, nhìn ra rồi đó. Hoa gì vậy trời, tôi không có biết hoa. Hoa tulip.
Hoa hồng. Hoa... Hoa... Hoa mặt trời. Chị nguyên cái mặt vậy đấy. Hoa sen. Hey. Em biết rồi đó, em biết rồi đó. Em biết thì mình em biết thôi, đừng ghé em lên cái chị thôi. Tiếp tiếp, có bao nhiêu hoa kể hết đi. Hoa rối. Hoa rối. Hoa lại. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Không có rành ơi. Cảm ơn Minh, cảm ơn Minh. Ông em ơi, em đã rất nhiệt tình rồi, chị biết mà. Để cho lợi với Phương Trinh bên đây đoán thử nha, đây là hoa gì? Hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt, chính xác. Hay quá em ơi. Em biết hoa dâm bụt không? Biết, không nhớ tên được. À, đây Sơn và Minh vẽ rất là đúng. Những cái cánh hoa nó có hơi như cái răng cưa này nè ha. Rồi nó có những cái nhụy, những cái đài lên nè, thường là cái hoa này màu đỏ. Những cái cọng lên này màu đỏ nè. Vẽ này cô tim bụt đi em ơi. Đây là vẽ cái gì vậy Minh? Tưởng bông hoa là chị nhận ra rồi mà lúc này không biết sao các em vẽ ông bụt mà không gặp ông vẽ ông bụt. Bởi vì phải gấp quá. Gấp quá đi. Không mà Minh rễ rất đẹp. Đúng rồi. Đây là lỗi của chị. Anh thấy vẽ ra hai cái hoa là mình giờ mình đoán được ngay. Tiếc là Ngọc không nhớ ra được cái hoa là hoa gì thôi. Như vậy là với cái từ khóa này thì Giang Hồng Ngọc và Sơn Ngọc Minh vẫn chưa ghi được điểm. Minh vẫn còn một cơ hội nữa. Từ khóa cuối cùng này thì xin mời hai thành viên còn lại, hai cô gái sẽ lên vẽ. Hai cô gái sẽ cùng xem chung một từ khóa, vẽ cùng một lúc. Hai chàng trai ngồi dưới sẽ đoán. Dạ. Ai đoán đúng sẽ có 3 điểm. Dạ. Dạ. Mời Ngọc và mời Trinh. Hai cô nàng xinh đẹp. Trời có cái gì đâu mà săn em. Nè mình còn 4 số 2, 3, 5, 6 mình chọn số mấy? Chị chọn đi chị. Số 2 đi. Đây là tên một bài hát. Chữ. Chữ nhân. 4 chữ lắm hả? Chữ. Chữ cấm hiệu. Chữ trong tâm hồn. Tết. Tết trong tâm hồn hả? Tên. Tên. Chữ trong tên. Tên. Sách giấy. Tên tập trắng. Dòng. Tập giấy trắng. Tên. Đường thẳng. Thẳng. Tên tập. Ô. Bốn. Tên tập bốn tròn. Tên tập bốn cấm. Không có bài nào tên đó. Tên. Hay bốn thông tên. Bốn thông tên. Bài hát bài tên. Bài hát bài tên số 4. Chúc mừng chị chiến thắng quá tuyệt đối. Hay quá. Hay quá lời. Mặc dù là Hồ Đức Lợi đã có được câu trả lời nhưng mà rất tiếc thời gian của chúng ta đã hết. Cho nên câu trả lời của bạn vẫn không được công nhận. Chúng ta cùng xem bức tranh của các bạn nha. Vẽ cuốn tập, cuốn sách giống như là cuốn bài học. Đúng không? Một cái vòng tròn gạch chéo qua lại tức là không có cái gì hết. Không. Phù hiệu, bản tên. Tên. Không cho chị viết số. Cái chữ gạch 4 đường gạch vậy. 4 cái rồi chỉ mũi tên cho cái đường gạch cuối cùng. 1, 2, 3, 4. Bài không tên số 4. Kết thúc vòng thi thứ 2. Đội Gia Hồng Ngọc, Sơn Hồng Minh vẫn có 2 điểm. Phương Trinh, Julie, Hồ Đức Lợi 6 điểm. Hai em sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Chúng ta đang ở vòng thi đặc biệt của chương trình Ngạc Nhiên Chưa với đội Phương Trinh, Julie và Hồ Đức Lợi. Vòng này chúng ta sẽ đặt cược số điểm của mình. Đặt bao nhiêu là tùy ý các em, nhưng mà ít nhất phải là một điểm nha. Yeah. Mình sẽ xem một tiết mục trình diễn. Tiết mục đó sẽ diễn tả lời của một bài hát. Và chúng ta sẽ đoán xem tên bài hát đó là gì. Có 3 lượt xem. Lượt xem đầu tiên, nếu chúng ta đoán trúng luôn thì chúng ta sẽ được nhân gấp 4 lần số điểm mà mình đặt cược. Nếu vẫn đoán chưa ra, anh sẽ cho một gợi ý. Và xem lần thứ 2, đoán trúng mình sẽ được nhân 3 số điểm mình đặt cược. Nếu vẫn không đoán được luôn, còn cơ hội cuối, xem lần thứ 3 với một gợi ý của anh. Đoán trúng, điểm đặt cược mình sẽ được nhân đôi. Còn nếu sai luôn thì mình sẽ mất đi số điểm đã đặt cược.
Dạ. Giờ hai em thảo luận với nhau đi. Đặt cược nhiêu? Mình đang có 6 điểm nè. Mình đặt cược điểm rồi chị. Trời mất rồi khỏi. 6 điểm luôn. Thôi mất trắng luôn sao? Không được. Chơi để suy nghĩ nha. 3 điểm thôi. Bây giờ thì quyết định đặt cược 3 điểm. Và hãy chào đón quý ông ngạc nhiên. Còn hai em thì bây giờ anh nghĩ rằng hai em nên đeo cái tai phone lên để mình thưởng thức âm nhạc nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của quý ông ngạc nhiên. Bắt đầu. Tôi muốn quên đi cả tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi cả đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Các em xem xong lần đầu tiên các em thấy thế nào? Em không biết anh đang làm gì. Anh biết các em có nhìn ra được những cái hành động đó, cái ngôn ngữ cơ thể đó nó đang nói về lời của một bài hát nào không? Nó quá gọi là trừu tượng anh. Quá trừu tượng. Giờ em hơi hối hận khi được đặt 3 điểm. Ăn đá. Này nè. Cái này thấy hai lần lận. Hai lần lúc đầu là vậy nè, mà khúc sau có một thôi. Cái nóc nhà hai người sống chung nhà nè. Chung xong rồi nhà. Cái người đi còn có một mình. Không? Là bỏ đúng không? Là còn một người. Xong rồi lưng. Số lưng. Đá. Đá là bị đá là chia tay đúng không? Bị bỏ. Thì này, hai người mà bị bỏ là một người bị bỏ. Giờ mình coi thêm lần nữa nha. Thêm lại lần nữa đi. Thêm lại lần nữa đúng không? Anh sẽ cho hai em một gợi ý. Bài hát có nhắc đến trái cây và cơm. Có trái cây và cơm. Lượt xem thứ hai bắt đầu. Cơm và trái cây. Hai người chung một nhà. Có cái gì mà tiện tháo từ trên đầu tháo xuống đá cái bịch lên. Cái nón. Nón lá hả? Nón lá Bến Tre hả? Có trái cây là có trái dừa hả? Trời ơi, không biết là dân ca hay là nhạc hiện đại hay cả lương hay tuồng chèo nữa. Nó ăn cơm mà cà 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 đó đi tường. Cái gì cà 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 đó tường. Bây giờ mình xem lại lần thứ ba. Nếu đoán trúng thì mình vẫn còn được nhân 2 số điểm đó. Lại luôn đi. Gợi ý. Đây là một sáng tác của Yvonne Cassor. Nhạc dân tộc. Trời ơi, sao mà Yvonne Cassor là đi xa quá. Lượt xe thứ ba bắt đầu. Năm bàn tay trên một ngón, năm ngón tay trên một bàn tay. Nhảy disco, vai bị nhúc. Nắm tay nhau coi đồng hồ. Thời gian đã qua đi, trái tim anh đau khổ. Mình sẽ chạy đi anh. Chạy đi đâu? Lưng chúng ta nóng nực. Lưng cha thì đôi nắng gầy. Anh bất cần. Em cứ đi đi để một mình anh ở lại. Trong ngóng. Ngày xưa hai chúng ta sống chung. Đã hết rồi. Đó, đây là lần thứ ba và đây cũng là cơ hội cuối cùng. Bây giờ bỏ qua tên tác giả đi. Dạ. Nói về nhạc Tây Nguyên á, thì chị biết mấy bài thôi. Ngọn lửa cao nguyên nè, Ly cà phê bên mê nè, Đôi chân trần nè. Đó, có mấy ngọn lửa cao nguyên là hồi nãy giờ không thấy lửa gì chân. Tôi đã thấy. Không thấy, diễn đã vậy. Ly cà phê bên mê không thấy uống cà phê, thấy ăn không à. Chân nãy giờ thấy là thấy cái chân. Vụ chân nè. Đúng rồi, thấy chân nhiều. Cái vụ chân nè. Sao? Thấy đi đi vậy nè. Kết quả của các bạn như thế nào? Đi đi vậy nè. Chị thấy đi đi vậy nè, mỗi chân ngồi xuống đó. Hết giờ. Bây giờ chạy đi. Cái gì? Đôi chân trần đi. Đôi chân trần đi. Đôi chân trần là kết quả cuối cùng của em. Trinh và Lợi đưa ra một loạt những bài hát về Tây Nguyên mà các bạn biết được.
phân tích, loại trừ đủ thứ hết. Cuối cùng quyết định là đôi chân trần. Hai em nên đi vào trong uống một ly nước, lau mồ hôi lại cho bình tĩnh trước khi chúng ta đến với đáp án nha. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Thôi hả? Với cái câu trả lời của em và Lợi, yeah, thì anh không có cảm xúc. Cảm xúc của em với Lợi như thế nào thì sau khi chúng ta nghe cái bài hát kết quả của chương trình thì chúng ta sẽ biết. Lúc đó thì các em hãy thể hiện cảm xúc đúng như những gì mình đang nghĩ các em nha. Chứ còn anh thì bây giờ là coi như chết rồi. Ba điểm của mình đã ra đi rồi chị. Bài hát kết quả của chương trình như thế nào? Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con nói thâu đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần. Ôi nhà đúng rồi con. Phương Trinh với lại họ Đức Lợi, họ không có nhớ liền cái lời bài hát đâu. Nhưng mà họ đã liệt kê ra rất nhiều những bài hát mà họ nghĩ rằng cái nhạc sĩ, những người nhạc sĩ Tây Nguyên họ sẽ sáng tác. Và họ dùng phương pháp phán đoán cộng với phương pháp loại trừ. Cuối cùng họ đã đưa ra đáp án chính xác, đôi chân trần. Chúc mừng. Như vậy là 3 điểm mà các em đã cược được nhân đôi lên là 6 điểm. Cộng với 3 điểm còn dư nữa là 9 điểm. Tương ứng với 9 triệu đồng. Xin chúc mừng Phương Trinh và Đức Lợi. Cảm ơn quý ông Ngạc Nhiên nha, đã luôn mang đến cho chúng ta những phần trình diễn vô cùng thú vị. Đến đây thì chương trình Ngạc Nhiên Trưa của chúng tôi xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau. Chương trình được phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần lúc 19 giờ trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.